bên trong địa điểm tiêm chủng COVID-19 mới nhất của quận Cam, phòng tập thể dục của Soka University hiện là địa điểm tiêm chủng lớn nhất tại phía nam quận Cam, dành cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người cao niên hơn 65 tuổi được tiêm vaccine COVID-19. Việc tiêm phòng dễ dàng. Một bác sĩ phẫu thuật nghỉ hưu đã tiêm cho tôi, vì vậy tôi rất hạnh phúc cô Katie Stryker vừa nhận được mũi tiêm vaccine đầu tiên của mình và phải chờ một tiếng mới đến lượt. Just like a little bit of a relief that... Tôi thấy nhẹ nhõm vì biết rằng sau khi tiêm, cơ thể tôi sẽ có khả năng chống lại coronavirus. Hôm nay là ngày mở cửa đầu tiên của địa điểm tiêm chủng này. Khi có thể hoạt động đầy đủ, nơi này có thể tiêm được 2.000 người mỗi ngày. Well, the need is great. Our supplies are limited. Mặc dù nhu cầu rất lớn, nhưng nguồn cung cấp của chúng tôi có hạn chế. Chúng tôi sẽ dùng mọi nguồn lực sẵn có để bảo đảm thêm vaccine từ chính quyền liên bang. Các viên chức quận Cam cho biết hiện có khoảng 66.000 liều vaccine COVID-19, nhưng có đến 600.000 người, bao gồm các nhân viên y tế và người cao niên trên 65 tuổi, cần được tiêm phòng. We need more sites. We need more chúng tôi cần nhiều địa điểm hơn, chúng tôi cần nhiều vaccine hơn. Chúng tôi đang tích cực làm việc để hướng tới cả hai. Tiểu bang đã hơi chậm trong việc phân phối các mũi tiêm cho quận. Các giám sát viên ở nhiều quận cho biết họ đang nỗ lực yêu cầu chính phủ cấp thêm vaccine để có thể đáp ứng mục tiêu tiêm 8.000 mũi tiêm trong một ngày tại Soka University. However, I want to stress the importance of remaining patient. Tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và kiên nhẫn khi chúng tôi bắt đầu tiêm phòng và việc có thể mở rộng khắp quận trước khi đến hè. Những ai nhận được liều tiêm hôm nay đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vâng, rằng các con tôi không phải trải qua sự căng thẳng vì vấn đề sức khỏe của tôi. Khu vực tiêm chủng tại Soka University sẽ được mở cửa mỗi ngày, Mục tiêu của quận Cam là tiêm chủng cho toàn thể người dân trong quận trước ngày 4 tháng 7. Nhưng họ chỉ có thể đạt được mục tiêu này nếu họ nhận được đủ liều vaccine.